đường truyền ổn định, Ngài cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài ạ. Nam mô Bích Thai, dạ sa thú lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lĩnh lễ cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Tuần rồi Ngài cho chúng con biết là tuần này sẽ học tiếp cái mệnh đề thứ 8 là Ái Duyên Cho Thủ. Và nếu con có nhớ sai thì con cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho chúng con sửa lại ạ. Nam mô Bích Thai, dạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thầy Tôn Đức Phật, kính chào tất cả quý đồ hữu Phật tử. Trong thời gian trên bàn thóc đổi giờ, cái rung pháp, lớp Phật Pháp đổi giờ mùa hè, tức là 8 giờ Việt Nam, mà chúng tôi thì luôn có phần sự ở trong lớp Phật Pháp. Do đó vào cái ngày thứ bảy cái lớp Pháp Cú Kinh, cái lớp Thanh Tịnh Đạo, chúng tôi không thể dạy nhiều được vì còn cái thời gian dạy lao một chút rồi chúng tôi vào dẫn nhập. Trên lớp Phật Pháp Phú Thơ Tâm Má, hôm nay thể sinh hoạt sớm hơn, bởi vì vào buổi chiều nhiều khi chúng tôi cũng bận rộn, cho nên nếu mà học như vậy thì chúng tôi chưa có, chúng tôi đang viết bài hay gì đang chúng tôi không có vào được. Tôi cứ 7 giờ nhưng mà mình học 45 phút thôi cũng được. Tuần trước chúng ta nói về thọ duyên cho ái, ái ở đây tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Rồi ái nó duyên cho thủ, chắc hẳn là quý vị sẽ thắc mắc thủ có dụng.
dục thủ, kiến thủ. Nếu không thủ là chấp thủ. Thì ái chi pháp là tham, mà dục thủ cũng chi pháp là tham. Như vậy tại sao ái lại dục ái lại duyên được cho dục thủ? Ở đây thưa quý vị, chữ thủ upadana có nghĩa là chấp giữ, nắm chặt. Có bốn là dục thủ, kiến thủ với cấm thủ, ngài chấp thủ. Dục thủ là sự bám vào khoái lạc giác quan, tức là vật dục, sắc thinh khí vị xúc. Dục thủ và ái, cả hai năng và sở này đều là chi pháp là tâm sở tham cả. Vậy thì ái duyên cho dục thủ có ý nghĩa như thế nào và duyên bằng cách nào? Đó là câu hỏi được đặt ra và câu trả lời ở trong Thanh Tịnh Đạo. Sách Thanh Tịnh Đạo nói dục thủ là sự khát ái đến sau, sâu đậm nhờ ảnh hưởng khát ái đi trước. Cái ý nghĩa này chúng ta cũng lấy một thí dụ. Chắc hẳn là quý vị còn nhớ ở quê nhà vào cái ngày Tết người ta hay là mức, như mức bí thì chẳng hạn, mức bí được dừa, mức dừa nữa. Nếu người ta sắc bí thành từng miếng hay là đã sắc dừa cứng cãi thành từng sợi rồi người ta chỉ chấm với nước đường, thì khi mà mình ăn vào thì nó lạc lẽo. Cho nên ở đây người ta phải sơn, chúng ta gọi là sơn, tức là người ta thắng nước đường rồi cái người ta ngào, bắt lên lửa rêu rêu vậy đó. Khi nước đường nó sôi lên, nó sôi cạn thì có nghĩa là nó thấm vào trong miếng bí hay là miếng miếng cọng cơm dừa. Người ta làm như vậy đó, thì khi mà nó người ta sơn mứt đó, đến khi mà nó khô rồi thì lúc bây giờ cái miếng mứt đó nó ngọt từ bên ngoài cho đến bên trong,
Cũng như ở đây, các ái đi trước, đó chỉ mới là cái sự hỷ tham đối với cảnh thôi. Nhưng mà cứ thấy hoài, nghe hoài, ngửi hoài, nếm hoài, đừng xúc chạm hoài, thì khát ái đó nó dần dần nó ngâm tẩm, làm cho tâm bị cô buộc, bị thất thủ. Thì như vậy đó, cái sự khát ái đến sau sâu đậm nhờ ảnh hưởng đến tham ái đi trước, thì đây gọi là dục thủ. Lại có người giải thích ái là sự khao khát một đối tượng mà chưa đạt được. Thí dụ như một kẻ trộm thì vươn tay trong bóng tối khi mà nó nghĩ đến vàng bạc châu báu người ta cất giữ ở trong hộp, trong rương, thì nó chỉ lò mò vào trong cái phòng đó và nó sờ soạn đi tìm cái hòm, cái rương vàng bạc đó. Còn dục thủ là sự nắm giữ đối tượng đã đạt, như là kẻ trộm mà bắt được của, khi mà kẻ trộm đã đột nhập vào trong cái phòng đó và nó chủ ý đi tìm vàng bạc để trong cái hộp, cái rương, thì cái đó gọi là ái. Đến khi nó lấy được cái rương vàng bạc đó và nó mang đi, thì cái này cũng giống như là dục thủ. Cho nên chúng ta phải hiểu thì ở đây ái duyên cho dục thủ, vì rằng dục ái và dục thủ đều là tâm sở tham, cho nên không thể hai cái tâm sở có tham có cùng một lúc. Vì vậy ái duyên cho dục thủ không bằng những duyên đồng sanh. Mà ái duyên cho dục thủ chỉ là thường cận y duyên, bất tùng đế sĩ giáp phê chế giáp. Chúng tôi thường nhắc nhở, nhắc đến cái duyên gọi là thường cận y, thường cận y duyên. Chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta cũng không có lấy làm lạ với cái duyên này. Rồi thứ hai, thứ gì, chí thủ, tức là chấp chặt quan điểm sai lạc.
chấp thường kiến và chấp đoạn kiến. Thì ở đây đó, khi nói đến chấp thường kiến thì nó được kể vào giới cấm thủ và ngã luận thủ, ngã chấp thủ. Do đó kiến thủ chỉ kể là chấp 10 đoạn kiến, cho rằng không có quả bố thí, không có quả cúng dường, không có quả tế tự, không có quả gì tục của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau. Không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, không có những vị sa môn và lậu môn tu hành chứng đắc cái gì cả. Thì như vậy quan điểm đó, đó được gọi là kiến thủ. Còn giới cấm thủ á, là chấp cứng quan điểm, cho rằng thân này tội lỗi, phải hành trì khổ hạnh để thanh luyện bản thân, rồi thực hành theo 53 khổ hạnh kỳ dị, và nghĩ rằng thanh tịnh nhờ nghi thức cúng tế, rồi bày ra các cái lễ nghi thờ cúng rườm rà, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Và giới cấm thủ đây cũng thuộc về tà kiến, nhưng nó nằm ở trong cái thường kiến. Ngã luận thủ là chấp cả đối với ngũ uẩn, tức là chấp theo 20 thân kiến sắc ca giới thí, nhưng cho rằng sắc uẩn là ta, ta là sắc uẩn, trong sắc uẩn có ta, trong ta có sắc uẩn, thọ uẩn là ta, vân vân, thức uẩn là ta, ta là thức uẩn, trong thức quẩn của ta, trong ta có thức quẩn. Thì ba thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ đều là tà kiến. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói đến ái duyên cho tà kiến, tức là ái duyên cho kiến thủ, ái duyên cho giới cấm thủ, ái duyên cho ngã chấp thủ như thế nào? Ở đây trường hợp ái và tà kiến đồng sanh trong một tâm tham hợp tà, thì ái duyên cho tà kiến trường hợp này bằng 7 cách là nhân duyên, câu sinh duyên, hổ tương duyên, câu sinh y duyên, tương duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Còn trường hợp ái sinh trước làm duyên cho kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ sinh sau, thì ái duyên tà kiến trường hợp này chỉ bằng một cách là thường cận y duyên. Thì ở trong Thanh Tạo giải thích rộng thêm một chút nữa, ái duyên cho ba tà kiến thủ bằng thường cận ý duyên là như thế nào? Như có người khao khát khoái lạc, rồi chấp sai thế giới là thường hành, quan lạc, hoặc nghĩ chết là hết, nên phải sống hưởng thụ, vân vân. Đó gọi là ái duyên cho kiến thủ bằng
thực là nghi duyên. Còn trường hợp mà ái duyên cho giới cấm thủ là như thế nào, bằng thường cận nghi duyên là như thế nào? Ở đây như có người ước vọng sanh thiên nên tiến hành các nghi lễ tôn giáo với giới cấm mê tín, đó gọi là ái duyên giới cấm thủ bằng thường cận y. Cái trường hợp ái duyên do ngã chấp thủ còn thượng cận nghi duyên là như thế nào? Ở đây chúng sanh vì yêu tự ngã, yêu tự thân nên nghĩ có bản ngã chủ quyền thân này, đó gọi là ái duyên ngã chấp thủ bằng thượng cận nghi. Thì ở đây đó, thủ cũng giống như là sản phẩm của ái. Khi thọ duyên với ái được rồi nữa, thì ái sanh lên. Nó trợ duyên cho dục thủ, kiến thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ. Nó phức tạp như vậy. Nhưng mà phần lớn chúng sanh ở trong đời thường thì để ái duyên cho dục thủ. Bởi vì trong đời sống hàng ngày chúng ta từ bé cho đến lớn cũng vì cái ăn cái mặc, chúng ta muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, thích thú trong cái đó, và chúng ta luôn luôn chấp giữ những cái gì mà mình có được, tài sản thì bạc thì như vậy gọi ái duyên cho dục thủ. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái mệnh đề thứ 9, tức là thủ duyên cho hữu. Upadana Pachaya Phau Samphavati. Như đã nói, thủ là dục thủ, kiến thủ với cấm thủ, ngã luận thủ, tà kiến theo ba khía cạnh. Còn hữu thì chữ phá hóa ở đây nó gồm có nghiệp hữu và sanh hữu. Nhưng trong mệnh đề thủ duyên cho hữu thì hữu đây là chỉ ngay cho nghiệp hữu cầm mắt phá hóa thôi. Vì có nghiệp hữu mới tạo ra cái sanh hữu, tức là cái sự tái sanh. Nghiệp hữu có ba là thân nghiệp hữu, nghiệp tốt xấu tạo bằng thân gọi là thân nghiệp hữu. Còn khổ nghiệp hữu
tức là nghiệp tốt xấu tạo bằng bằng lời, lời nói. Ý nghiệp hữu ở đây tức là cái nghiệp tốt xấu tạo bằng ý, suy nghĩ. Nghiệp hữu thì đồng nghĩa với hành sankhara, là cái sản phẩm của vô minh đó, vô minh duyên hành. Thì hành đó là cũng là nghiệp. Nhưng mà nghiệp thành nhân quá khứ thì gọi là hành, còn nghiệp thành nhân hiện tại gọi là hữu. Hành là nhân quá khứ tạo quả hiện tại, còn hữu là nhân hiện tại tạo quả vị lai. Hành thì do vô minh làm duyên, còn hữu thì do thủ làm duyên. Một loạt những nguyên tắc này thì chúng ta cần phải nhớ, cần phải lưu ý. Nghiệp hữu nói theo chi pháp thì cũng như hành, chính là tư tâm sở chetana, hiện với tâm bất thiện và tâm thiện hiện thế. Sau khi nói chi pháp như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thủ duyên cho hữu bằng cách nào. Trong trường hợp đồng sanh, tức là thủ đồng sanh với hữu, là tham tà kiến. Tham và tà kiến nó đồng sanh trong sát na với tư tâm sở bất thiện nha. Tư tâm sở bất thiện nghĩa là khi mà tâm tham sanh khởi, có tham và có tư phối hợp thì tham tâm sở trợ cho tư tâm sở. Đây chúng ta gọi là dục thủ duyên cho nghiệp hữu bằng bảy duyên, là nhân duyên, hỗ tương duyên, tương duyên, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Còn khi mà tâm tham hợp tà sanh khởi, có tà kiến và tư phối hợp thì tâm sở tà kiến đó trợ cho tâm sở tư. Tâm sở tà kiến này tức là kiến thủ với cấm thủ ngã chấp thủ, nó duyên cho tâm sở tư là nghiệp hữu bằng bảy duyên: hổ tương duyên, đồ đạo duyên, tương duyên, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hữu hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Cái trường hợp mà thủ và hữu không đồng sanh trong một sát na thì tứ thủ, tức là tham là kiến trong sát na tham kế trước, trợ cho nghiệp hữu là tư trong sát na tâm tham kế sau, thì trợ bằng sáu duyên là vô gián duyên, vô gián cận y duyên,
ly tức duyên, trùng dụng duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Học mấy cái này đó thì chúng ta phải rành rẽ về duyên hệ. Khi mà chúng ta nghe ngài Buddha Khô Xá trình bày nữa, thì chúng ta mới nhận ra được, mới hiểu được. Ở tịnh đạo thứ gì, phần lớn trong thanh tịnh đạo, nhất là trong tuệ lý giải về quẩn xứ, giới, quyền đế và ý tương sinh, là những mảnh đất cho nội, cho tuệ tăng trưởng. Thì khi mà trình bày sáu cái mảnh đất cho tuệ tăng trưởng đó, thì ngài dẫn chứng về nhiều pháp, nhiều Abhidhamma nhiều. Nhưng mà trong Abhidhamma đó thì cái phần duyên hệ thì được nhấn mạnh ở, được nói nhiều ở trong cái phần cái mảnh đất vì y tương sinh. Ở chứng minh vô minh duyên hành bằng duyên hệ như thế nào, hành duyên thức bằng duyên hệ như thế nào, vô vô. Chúng ta rất tiếc là chúng ta học lỗ lắc đác thời gian, chúng ta không có chuyên tâm học cho dấu, thành ra chúng ta mới gặp cái sự trở ngại đó. Hoặc là khi tâm đại thiện và tâm bất thiện, bất cảnh là tứ thủ, thì thủ duyên cho hữu trong trường hợp này được ba duyên là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên và cận nghi duyên. Tức là khi chúng ta lấy tham và tật kiến làm cảnh để mà suy nghĩ và khởi lên cái tâm thiện, tâm bất thiện, thì cái đó nó trợ thủ, trợ cho hữu, cũng bằng cảnh duyên. Nhưng người mà họ đang nghĩ tưởng đến các dục sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngô xúc lạc, và muốn hưởng thụ cái sắc thinh khi vị xúc đó ngay trong hiện tại hoặc là trong tương lai, người đó bắt đầu làm phước. Thì cái tâm thiện mà làm phước đó, nó phát sanh lên do dục thủ lộng cảnh, vâng vâng. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu cái điểm này. Hoặc là do tu tập, hoặc là do tập khí. Tập khí tức là do ảnh hưởng cái thói quen nặng nề, sâu đậm, gọi tập khí. Tập khí tham và tà kiến tác động chúng sanh, tạo thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Thì trường hợp này thủ duyên cho hữu chỉ bằng có một cách là thường cận nghi duyên. Cái tập khí tham và tà kiến tác động đó, tác động như chúng sanh tạo nghiệp đó, thì cái này xảy ra nhiều, dễ hiểu thưa quý vị. Như chúng tôi nói khi nãy, một người mà họ tham đắm các dục mà được mệnh danh là tài sản chư thiên, tài sản nhân loại,
rồi họ mới cố gắng tạo phước để hưởng được cái tài sản chư thiên, tài sản nhân loại. Thì cái đó là bằng cách thừa cận, từ cận y duyên. Hoặc là chúng sanh do vì tà kiến cái họ tạo ra cái nghiệp hữu, người thủ nghiệp hữu. Thí dụ như họ rơi vào cái kiến thủ là họ không có tin vào cái tội phước, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có các loại quá sanh như chư thiên vân vân. Thì khi mà một người có đoạn kiến như vậy đó, thì kiến thủ đó nó duyên cho nghiệp hữu là người này sẵn sàng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi cho rằng là không có tội. Cái đó cũng là hình thức thủ duyên cho nghiệp hữu. Còn một cái trường hợp khác, ví dụ như một người họ chắc rằng mình hàng ngày có hai bên vai giác ghi chép cái hành động thiện hay bất thiện để họ tâu trình lên Diêm Vương sau khi mà mình mệnh chung, nghĩa là ghi công đó. Thì khi mà người này nghĩ đến cái chấp sai như vậy đó, định đặt ra như vậy, thì cái đó gọi là thường kiến. Rồi bắt đầu đi đến cái chỗ hành động. Thí dụ như họ bày ra cái vấn đề cúng kiến vân vân, thì trong trường hợp này chúng ta gọi là giới cấm thủ và duyên cho nghiệp hữu là như vậy. Nó có nhiều cái lý lẽ khác mà tự mỗi người chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta quan sát và chúng ta hiểu được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghe nói rồi chúng ta bỏ quên, không nhớ, hoặc là chúng ta ghi chép rồi chúng ta để đó nhưng mà chúng ta hoàn toàn không có sư đến, không có suy tư đến, thì làm gì mà chúng ta phát sanh lên trí tuệ được. Cho nên ở đây khi nó đến ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, thì cái này chúng ta dễ nhận biết, dễ hiểu. Hôm nay chúng ta chỉ học có hai mệnh đề thôi, tức là ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Tuần sau chúng ta sẽ học hai mệnh đề, tức là hữu duyên cho sanh và sanh duyên cho lão tử, duyên cho già chết, so với câu u ai. Bây giờ thì chúng tôi dứt lời ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước phước báo cho rung. Rồi hồi hướng nghỉ, chúng ta tạm nghỉ gia lao trong 15 phút để qua lớp Phật Pháp Phú Thơ Tâm Má. Nam Mô Bụt Thầy. Phật Phật Tư Sắp Pâm Măng Lăng Rạc Khăn Tư Sắp Bê Đê Gô Tà Sắp Bà Bụt Đàng Nước Phà Quê Nê Sá Đà Sò Thị Phà Quánh Trú Tê Mà Quà Tư Sắp Măng Lăng Rạc Khăn Tư Sắp Bê Đê Gô Tà Sắp Bà Đàng
Dhamma na pha ve na sa na sa thi pha văn tu te bằng quát tu sắp mà mang cái lăng ra khăn tu sắp về đây quát tu sắp mà sang kha nu pha ve na sa da sa thi pha văn tu te tất cả pha văn còn